Chào tất cả mọi người, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phân biệt như thế nào là chậu ướt, chậu khô với lại là chậu hồng bị thừa nước. Thì bình thường thì khách của em hầu như là không phân biệt được như thế nào là tưới đủ ẩm cho cây ấy. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn, ví dụ như là cái chậu ở trong cái chậu A600 này, hoặc là cái chậu chậu vuông đường kính 4848 này, thì thường thường hay trồng những cái cây to vào ấy, với lại cái lượng đất nhiều nên là ở phía trên bề mặt thì hầu như là đã bị khô rồi. Nhưng mà khi mà mình lấy cái tay moi ở phía dưới kề ở bên thành chậu ấy, thì là mình thấy có cái đất của cái cây này nó rất là ẩm, hoặc là thậm chí là ướt, nó còn dính cả cái váng nước ở chỗ tay như thế này này. Nếu mà anh chị nào mà trồng vào những cái chậu to như thế thì mình lưu ý. Hoặc là có thể nhiều khi chậu to, hoặc là cái chậu cao, cái chậu nhựa cao hoặc cái chậu sứ cao ấy, thì anh chị cũng nên để ý lưu ý hộ em. Còn với cái chậu mà đường kính mà to nhưng mà cái cây nó bé, thì thường thường như em thì em sẽ một ngày tưới đẫm, ngày hôm sau em sẽ không tưới, hoặc là chỉ cần tưới ở trên bề mặt thôi, còn không tưới sâu ở phía dưới, thì để cho cái lượng nước ở phía dưới đáy chậu ấy nó sẽ thoát dần và nó làm cho ẩm đất. Thì lúc đấy mình sẽ có cái, mình sờ tay có cái cảm giác nó mát, với lại là đất với lại là nước không dính tay, thì lúc đấy là đã gọi là đủ ẩm.